Vâng, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái kỹ thuật, một cái tool để debug tên là AddressSanitizer. Thì tại sao mình lại biết đến cái tool này ấy? Thì có một lần mình gặp một cái lỗi về memory ở trong thư viện, trong một cái thư viện. Đó. Và tại vì cái lỗi nó xuất trong thư viện nên là chúng ta không thể nào mà ngồi review code của cái thư viện đấy để xem là lỗi ở đâu được. Đó. Thì mình mới lên mạng mình search, mình tìm ra được cái tool. Cái tool này tên là AddressSanitizer. Đó, AddressSanitizer. Thì cái tool này ấy, nó cho phép chúng ta là debug các cái lỗi mà liên quan đến memory. Đó. Thì nhờ có cái tool này thì mình mới tìm ra được cái bug segment fault ở trong thư viện. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng cái tool này trong việc debug memory. Đó. Rồi, chúng ta đi vào bài hôm nay nhé. Thì bài hôm nay sẽ có 4 ý chính là giới thiệu về các cái loại lỗi về memory này trong lập trình C và C cộng cộng. Đó, rồi giới thiệu về cái tool AddressSanitizer, rồi là hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng cái tool này để debug như thế nào, và cuối cùng là mình sẽ có một cái example mình sẽ debug lỗi segment fault liên quan bằng cách mình dùng cái tool này, tool Asan. Đó. Thì tổng quan về các cái loại lỗi về memory nhé, lỗi về bộ nhớ thì chúng ta sẽ có rất là nhiều, đa dạng, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta truy cập vào một con trỏ null này, hoặc là chúng ta truy cập vào một cái con trỏ, nhưng mà con trỏ đấy nó lại, tức là một con trỏ các phát động ấy mà nó lại không hợp lệ. Ví dụ nhá, con trỏ này có địa chỉ khác null, nhưng mà cái địa chỉ vùng nhớ mà nó trỏ đến thì lại không hợp lệ. Đó. Thì nó có thể xảy ra ví dụ như kiểu các bạn code như này. Đây. Ví dụ như là các bạn code như thế này nhé. Bạn khai báo một con trỏ in sao A chẳng hạn. Đó. Không gắn giá trị địa chỉ của nó gì hết. Và bạn cứ thế bạn truy cập vào A bằng 6 chẳng hạn. Thì cái này nó sẽ khi mà chạy nó có thể gây crash chương trình của các bạn, vì cái địa chỉ của con trỏ này nó chưa được khởi tạo một cách tường minh, đúng không ạ? Nó đang trỏ một cái vùng bất kỳ ở đấy, nó không biết được, và vùng đấy nó có thể là một vùng nhớ không hợp lệ. Đó. Đúng không ạ? Địa chỉ của vùng nhớ mà con trỏ trỏ đến chưa được cấp phát, hoặc là con trỏ đấy đã được cấp phát bộ nhớ rồi, nhưng mà sau đó thì bạn lại free đi. Bạn free đi và bạn truy cập vào nó thì bạn cũng sẽ bị crash. Đây ví dụ như này. Ở đây A của mình bằng malloc size of in. Đó, như này. Đó, mình như này, được chưa ạ? Mình cấp phát địa chỉ cho con trỏ A này rồi nhá. Nhưng mà sau đó mình lại free A đi. Mình free A, đúng không ạ? Sau khi mình free A xong rồi thì mình lại truy cập vào địa chỉ mà nó đang trỏ, cái địa chỉ cũ ấy, mà nó trỏ đến, đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ gây crash chương trình. Đó. Hoặc là chúng ta truy cập vào các cái phần tử, truy cập vào array một cách không hợp lệ. Ví dụ chúng ta truy cập tràn ra đằng sau của array, hoặc chúng ta tràn đầu tràn cuối đấy. Đấy, ví dụ như trong cái hình này, đúng không? Chúng ta khai báo một cái mảng mà bảng A có 10 phần tử kiểu tra, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta truy cập vào phần tử thứ 11, đúng không? Thì nó sẽ bị tràn cuối mảng hoặc là tràn đầu mảng, vân vân. Tóm lại là các cái lỗi về bộ nhớ nó rất là đa dạng, đúng không ạ? Rất là đa dạng. Thì thông thường thì chúng ta hay debug cách là review code này, rồi chúng ta kiểm tra các con trỏ null hay là có phải cắt null hay không, đúng không ạ? Vân vân. Nhưng mà nhiều khi là những cách này nó không hiệu quả. không hiệu quả, mất nhiều thời gian của các bạn. Ví dụ kiểu các bạn phải debug một cái lỗi mà nó sẽ cho một đoạn code rất là dài, đúng không? Thì cái chuyện chúng ta review nó rất là lâu, rất là lâu. Rồi chưa kể có những loại lỗi bộ nhớ mà nó xuất hiện theo kiểu xác suất ấy, tức là chẳng hạn phải mấy ngày liền nó mới xuất hiện một lần, thì rất là khó cho chúng ta trong chuyện debug. Thì chúng ta sẽ có một cái tool là tool AddressSanitizer. Thì AddressSanitizer ấy nó sử dụng hai công nghệ cốt lõi là outbound buffer và signal handling để nó phát hiện ra các cái tình huống mà truy cập vào vùng nhớ không hợp lệ, được chưa ạ? Thì outbound buffer là những cái gì chúng ta nhìn vào đây nhé. Đây, cái outbound buffer này thì ví dụ như này, ví dụ như các bạn bạn cấp phát một con trỏ nhá, ví dụ như là bạn có tra sao a bằng malloc, sao cái này của mình nó lại không chia sẻ bạn. Ok, lại nhé. Đây ví dụ như mình khai báo là tra sao a bằng malloc 10 phần tử, đúng không ạ? Đó, đây là bộ nhớ đây nhá. Đây là địa chỉ, ví dụ như kiểu con trỏ a nó đang trỏ đến đây đi. Có địa chỉ là 0x100. Được chưa ạ? Vậy thì khi mà nó cấp phát 10 phần tử, đúng không? Thì nó sẽ cái vùng nhớ nó sẽ kéo dài đến là 110, đúng không ạ? Chỉ là 110, được chưa ạ? Tuy nhiên nhờ cái cơ chế outbound buffer ấy thì những cái byte liền kề của cái vùng nhớ mà A đang trỏ đến ấy nó cũng sẽ được khởi tạo luôn. Đây ví dụ nó sẽ khởi tạo thêm 10 byte đằng trước, mình lấy ví dụ ấy thôi. Và đây 20 byte đằng trước và 20 byte đằng sau. Nó sẽ đánh dấu như này. Các cái byte này thì thường nó sẽ được check sum rồi nó sẽ được đánh dấu một cái giá trị riêng nào đấy. Thì khi mà các bạn mà ghi tràn đầu tràn cuối ra khỏi cái vùng này này, được chưa ạ? Thì cái thằng AddressSanitizer nó sẽ detect được vì nó sẽ check sum lại cái vùng nhớ này của các bạn. Đấy là cái cách nó làm, nó gọi là outbound buffer. Đấy. Ngoài ra thì nó còn có một cái nữa là nó có một tính năng nữa là signal handling. Signal handling tức là cái thằng AddressSanitizer này nó sẽ đăng ký xử lý cái sự kiện, tức là mỗi khi mà process của chúng ta ấy, mà truy cập vào một cái vùng nhớ không hợp lệ thì nó sẽ có một cái signal của hệ điều hành nó gửi đến và cái thằng AddressSanitizer này nó sẽ xử lý cái signal đấy, được chưa? Thì khi mà nó xử lý ở cái hàm xử lý signal của cái thằng này ấy, nó sẽ đơn giản là nó sẽ quét lại tất cả các cái vùng nhớ outbound buffer của nó, đúng không ạ? Để tìm tách ra các đoạn code nào mà các bạn ghi vào đấy, ghi vào các vùng outbound buffer đấy, đúng không ạ? Nó sẽ in ra cái stack trace, đúng không ạ? Bạn ghi lỗi ở dòng nào, dòng bao nhiêu trong source code, đúng không ạ? Đấy thì cái cách mà thằng này nó làm. Có một cái nữa là cái thằng AddressSanitizer này thì nó đã tích hợp vào GCC 4.5 trở lên. Tức là nếu mà các bạn dùng GCC mà version từ 4.5 trở lên ấy thì thằng AddressSanitizer này nó tích hợp bên trong luôn rồi. Các bạn build code bạn cần truyền thêm option enable AddressSanitizer debug nữa là nó sẽ dùng được. Đấy. Thì có một chút lưu ý này là nếu mà trên các bạn ấy mà compile với cả cái mode là AddressSanitizer enable ấy thì cái cái kích thước của file binary build ra ấy, nó sẽ nặng hơn so với bình thường, nó sẽ nặng hơn tầm khoảng 2-3 lần. Được chưa? Một cái điểm nữa là thằng AddressSanitizer này thì nó hỗ trợ debug cả tầng user space và kernel space. Được chưa? Tuy nhiên ấy, nếu mà các bạn muốn debug được ở tầng kernel space ấy, thì cái kernel đấy là các bạn phải build lại, với cả cái option là Custom Enable ở trong menu config, nó sẽ hỗ trợ các bạn debug memory ở dưới cả tầng kernel luôn, khá là tiện, đấy, được chưa? Rồi. Thì đây là những cái tính năng mà cái thằng AddressSanitizer tool nó hỗ trợ chúng ta debug, được chưa? Đây, các bạn có thể tra ở trên wiki đây, đúng không ạ? Đó. Thì nó hỗ trợ là thứ nhất là debug là truy cập vào con trỏ sau khi đã free này, rồi là heap buffer overflow. Heap buffer overflow tức là bạn truy cập tràn trước hoặc là tràn sau vào cái vùng nhớ heap. Vùng nhớ heap thì là cái vùng nhớ mà nó sẽ chứa các cái con trỏ các phát động. Đó. Thế là bạn truy cập vào các cái buffer, bạn truy cập tràn trước tràn sau vào các cái buffer các phát động, con trỏ các phát động thì nó sẽ là gọi là heap buffer overflow. Stack, rồi nó hỗ trợ debug là stack buffer overflow. Stack buffer overflow thì có nghĩa là bạn truy cập tràn vào, có thể là vào các cái mảng, tức là bạn truy cập tràn vào mảng, thường là mảng array ở trong hàm, các cái biến loại local variable, rồi là các cái mảng mà define trong hàm ấy, thì nó sẽ nằm trong vùng nhớ stack. Khi mà bạn truy cập tràn vào các cái vùng nhớ đấy thì nó sẽ gọi là stack buffer overflow, được chưa? Rồi là global buffer overflow. Cái global buffer overflow này tức là bạn truy cập tràn vào các cái con trỏ mà nằm định nghĩa ở dạng global, được chưa? Đó, rồi là EU after return, rồi EU after scope này. Rồi có một cái nữa là mọi người để ý không ạ? Nó debug được cả memory leak, được chưa? Rất là mạnh, mà thấy gần như là cái tool này nó debug nó có thể cover được tất cả các cái lỗi về memory khi mà chúng ta lập trình, được chưa? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần là hướng dẫn mọi người cái cách compile source code để mà enable được cái tính năng AddressSanitizer debug, được chưa? Thì nó cũng đơn giản thôi, tức là khi mà bạn dùng GCC ấy, trong cái câu lệnh của GCC để bạn build code ấy, thì bạn chuyển đến option là Sanitizer bằng address, được chưa? Đó thì nó sẽ enable AddressSanitizer lên. Còn nếu bạn truyền vào cái này thì nó sẽ bật tính năng là memory leak, được chưa? Ngoài ra thì có một cái tính năng nữa là sanitizer recover. Cái tính năng sanitizer recover ấy, tức là bình thường như này nhá. Khi mà nếu mà tính năng này mà không được bật lên ấy, thì khi mà xuất hiện lỗi về memory ấy, thì chương trình của chúng ta nó sẽ dừng lại luôn, không thể chạy tiếp được nữa. Đó. Và thằng ASA nó sẽ in ra các cái thông tin liên quan đến lỗi memory. Tuy nhiên nếu mà bạn enable tính năng recover này thì nó sẽ khôi phục lại trạng thái trước đấy của chương trình và cho phép chúng ta chạy tiếp tục của chế độ debug. Được chưa? Cái này ít dùng, mình cũng chưa dùng bao giờ. Được chưa? Ngoài ra thì có một cái lưu ý là khi mà các bạn compile chương trình ấy, với cả cái mode là enable thằng ASA này lên ấy, thì bạn phải chuyển lên, build với cả chế độ debug nữa. Tức là lên truyền thêm cả option -g hoặc là ggdb cho GCC để nó build chương trình cả chế độ debug. Thì cái này để làm gì? Để là nếu mà bạn build chương trình với cả debug ấy, với cả cái mode debug ấy, thì khi mà thằng asan nó ghi log ra ấy, nó sẽ có nhiều thông tin hơn, sẽ meaning hơn và chúng ta sẽ dễ debug hơn, được chưa? Rồi, đã đến phần ví dụ nhé. Đây. Bây giờ mình có một cái chương trình này, cái chương trình này của mình thì nó sẽ gây ra cái lỗi là stack overflow. Đây là như này ạ. Mình có một cái hàm, này mình đặt tên là count overflows, được chưa? Thì cái hàm này nó sẽ được truyền vào là một cái string và một cái biến len. Len này là chiều dài của cái string đấy. Đó. Thì trong này mình sẽ gọi ra cái hàm snprintf, đúng không ạ? Tức là cái hàm này thì trong cái hàm count overflow này của mình nhé, mình define một cái mảng nữa là cái mảng data, mảng data này có 10 phần tử, được chưa ạ? Đó. Và mình có thể mình in luôn cả cái string này với chiều dài len truyền vào cái bảng data này, được chưa? Thì mọi người có thể thấy đây có một cái lỗi nhá. Nếu như mà cái len này nó mà lớn hơn 10 ấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ in tràn ra đằng sau của cái thằng data, đúng không ạ? Đây, nó xem đây nhá. Đây là data của chúng ta, đúng không ạ? 0, 10, đúng không? Đó. Còn đây là cái string truyền vào, đúng không ạ? Cái string truyền vào. Thì nếu như mà cái string này mà dài hơn 10, đúng không ạ? Thì rõ ràng là nó sẽ in tiếp cả các cái phần tử này tràn ra đằng sau của cái mảng data, được chưa? Nó như vậy. Nó chỉ như vậy thôi, được chưa? Bây giờ xem nhá. Ở trong hàm main này, mình kháo một cái chuỗi string rất là dài, đúng không? Chỗ này chắc nó sẽ dài hơn 10 phần tử rồi, được chưa? Đó. Và mình gọi ra cái hàm này, mình truyền vào cái chuỗi string này, được chưa? Đó. Thì có một cái điểm đặc biệt này nhá. Nếu như mà trong cái hàm count overflow này mà mình khai báo ở phía trước hoặc là phía sau thằng data này một lượng biến nào đấy hoặc là một cái mảng nào đấy, tức là cái để cho cái vùng stack của thằng này ấy, nó lớn hơn 10, cái vùng stack của cái hàm này lớn hơn 10 ấy, thì cái lỗi stack overflow nó sẽ không xuất hiện. Đấy nhá, các bạn thử bạn xem. Đây trên thẻ của mình đây. Mình sẽ build chương trình nhé. Và mình chạy thử chương trình này, đúng không ạ? Và bạn thử xem là có crash hay không nhé. Đúng không ạ? Nó hoàn toàn không gây crash, đúng không? Nó hoàn toàn không gây crash, nó vẫn chạy được bình thường, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà nếu như mà mình comment cái câu lệnh này đi, mặc dù mọi người có thể thấy là cái thằng buffer này, cái biến buffer này, cái mảng buffer này mình cũng chẳng dùng ở đâu cả, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mình comment nó đi nhá, mình build lại chương trình, mình chạy chương trình, đúng không ạ? Thì chương trình nó sẽ bị crash, đúng không ạ? Thì nguyên nhân là vì sao? Tại vì nếu như mà có cái thằng buffer này thì khi mà tràn stack ấy, thì nó sẽ vẫn ghi vào buffer này. Tức là nếu mà nó tràn khỏi thằng data này thì nó sẽ ghi tiếp vào thằng buffer này của các bạn, được chưa ạ? Đó, và nó không bị tràn ra ngoài cái stack của cái hàm này thì chương trình nó vẫn chạy được bình thường. Còn nếu như mà không có cái thằng buffer này ấy, thì nó sẽ ghi tràn ra khỏi stack của cái hàm này và nó sẽ ghi lại, nó sẽ ghi đè vào trong cả cái không gian bộ nhớ của cái hàm main này, được chưa? Thì sau khi mà cái hàm này chạy xong ấy, nó sẽ không quay lại, nó sẽ không recover được cái hàm main nữa, thì cái lỗi nó sẽ xuất hiện rồi nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ dùng Async để ra debug nhé. Đây là trong cái ví dụ này ấy, thì code của mình nó đơn giản, đúng không ạ? Mọi người có thể review được ngay lỗi. Nhưng mà trong những cái tình huống mà code nó phức tạp ấy, thì cái chuyện mọi người review code mà để tìm lỗi hoặc là để đặt debug mà đặt log ấy, để mà tìm được lỗi nó không phải là dễ đâu. Nhất là ví dụ như kiểu lỗi trong thư viện này, thư viện open source mọi người tải từ trên mạng về mọi người dùng, đúng không? Mà chẳng may nó bị lỗi thì cái chuyện mọi người debug rất là khó khăn. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng đến thằng Async debug. Đây. Thì ở trong cái script build.sh của mình ấy, ban đầu mình build mode bình thường nhá, được chưa? Bây giờ mình sẽ comment đi. Mình sẽ build ở chế độ debug nhé, được chưa? Đây, để mà build chế độ Async ấy, để mà enable AddressSanitizer ấy, thì mình sẽ chuyển thêm option này vào. Chuyển option -g vào, được chưa? Mình build lại nhé. Mình chạy lại chương trình. Đó. Rồi thì nó báo đây, chạy chương trình nó khi nó bị lỗi luôn, đúng không ạ? Nó bị lỗi luôn và nó báo lỗi đây. Nó bảo là xuất hiện một cái lỗi stack overflow ở địa chỉ này, được chưa? Địa chỉ này mình đoán nó chính là cái địa chỉ đằng sau của thằng data. Đó. Và nó lại ghi tiếp này, nó ghi cả cái constraint ở đây, constraint đúng không, nó bị lỗi ở cái hàm là snprintf đúng không ạ. Cái hàm vsnprintf thì ra chính là cái hàm này đúng không ạ, đây lỗi ở hàm này. Nó nhìn một hồi nghĩa là lỗi trong cái hàm mà count overflow dòng 16 đúng không ạ. Đó, thấy không, debug rất là đơn giản đúng không ạ, rất là đơn giản. Nhưng có một điểm đặc biệt này nhá, bây giờ kể cả là mình có uncomment đi, cho mình để lại cái biến buffer này để cho cái, nếu bình thường lúc trước chạy nó sẽ không có lỗi đúng không ạ, nhưng mà thằng ASA này nó sẽ vẫn sẽ debug được đây, mặc dù là chương trình không hề bị crash đúng không ạ, chương trình này chạy không bị crash đâu, không lẽ chạy không crash đúng không ạ, nhưng mà thằng ASA này nó vẫn debug được cái lỗi xuất hiện, mà thấy không, hay không ạ. Đó, thì cái này mình nói để làm gì, để cho nhé, ví dụ nhé, mọi người có project này, project chạy rất bình thường đúng không ạ, nhưng mọi người hoàn toàn có thể enable thử cái thằng ASA này lên và chạy lại project để rà soát lại các cái lỗi tiềm ẩn đúng không ạ. Có thể các cái lỗi đấy nó chưa gây crash chương trình và mọi người chưa biết đúng không ạ, chưa biết đến nó, nhưng mà nếu mà dùng thằng này thì có thể debug được. Đó, để quét các cái lỗi tiềm ẩn, rất là hay, được chưa? Rồi. Đấy là cái phần gọi là chúng ta enable ASA để debug code C bình thường đúng không ạ. Thế bây giờ chúng ta muốn debug ở trong code của thư viện nhé, được chưa? Code của thư viện ta sẽ làm như nào? Ở đây thì mình có một cái thư viện đây, mình viết một cái sample thư viện ASA for list, được chưa? Đó. Mình sẽ close hết cái này đi. Đây, thằng ASA for list của mình đây. Thì trong này mình sẽ có một cái thư viện, cái thư viện đấy đây. Đây, thư viện này của mình đây, được chưa? Đấy, thư viện này của mình sẽ xem thử cái Makefile nhé. Đây, đây là cái Makefile của mình để mình build chương trình, được chưa? Mình build chương trình. Đó. Rồi, giờ mình sẽ match thử nhé. Thì khi mọi người mà muốn enable ASA debug cho thư viện ấy, thì trong cái Makefile của cái open source ấy, mọi người sẽ bật thêm, add thêm cái dòng này vào. Mọi người add thêm cái dòng này vào là được. Đây, C flag cộng bằng, được chưa? Thì cái C flag này ấy, nó là một cái biến mặc định của Makefile. Nó sẽ chứa các cái option, các cái flag truyền vào khi mà GCC nó build. Mọi người add từ cộng bằng, nên mọi người sẽ add thêm cái mode ASA debug vào. Rồi, bây giờ mình sẽ make thử nhé. Sudo make, mình uninstall thư viện đi đã. Uninstall. Rồi, mình make thử nhé. Make. Rồi. Make clean đã. Make lại. Rồi, đây là cái này. Được chưa ạ? Rồi mình sẽ make install nhé, make install để mình sẽ cài cái thư viện vào trong máy đó. Sudo make install. Rồi mình sẽ cài thư viện vào trong máy đây. Mình sẽ cài cái thư viện này vào trong cái đơn dẫn này của máy. Được chưa? Mình cài vào đây làm gì, để chương trình C của mình ý, tí nữa mình build chương trình C nó sẽ link được vào cái thư viện này thôi. Đây là trong máy mình đã có thư viện này rồi nhá. Đây thư viện này nó nằm đây đây. Ls này. Usr lib. Lib này, overflow sample này, đó, được chưa? Mình đã cài vào trong máy rồi. Bây giờ mình sẽ back ra ngoài nhé, đi ra ngoài. Thì ở ngoài này mình có một cái hàm main đúng không ạ? Có một chương trình main ở đây, được chưa? Cái chương trình main này của mình thì nó sẽ dùng đến cái thư viện kia, đây, cái build script của thằng main đúng không? Nó sẽ chỏ vào cái thư viện kia để nó build, được chưa? Cái hàm main này thì nó sẽ gọi ra cái hàm count overflow ở trong thư viện này, ở trong thư viện này, được chưa? Đó. Mình thử nhé. Mọi người để ý là cái chỗ mà mình lúc mà mình build thằng main này thì mình không cần phải enable Asan debug cho nó. Mình chỉ cần enable Asan debug cho thư viện thì nó sẽ debug cho thư viện luôn rồi. Trong code của mình nếu mà mình thích thì mình enable lên được, mà không thì thôi. Rồi. Bash build .sh. Được. Tạo ra thằng test này rồi đúng không? Đây, build sẽ đưa ra cái file test này. Mình chạy thử thằng test nhé. Ồ. Mình chữ enable Asan debug cho nó không được à? Asan sorry. Ở đây comment này đi lại nhé. Cho chắc thì mình sẽ cho cả hai này vào đây. Mình back lại clip đã. Mình chạy lại thằng test nhé. Đó. Nhớ vứt vào cái mỗi cái C flag này thì không được thì phải. Được chưa? Nó thì mình chạy lại thì nó cũng đi debug ra được rồi đúng không ạ? Đây nó báo đây này, đây hàm main đúng không ạ? Hàm main dòng 10 này. Rồi là trong thư viện, code thư viện đúng không ạ? Trong cái hàm trong cái file này dòng 16 đúng không ạ? Rất là dễ debug. Đúng không ạ? Rất là dễ debug. Bây giờ mình sẽ thử, mình sẽ không cần bật debug ở trong cái hàm main này nhé, để xem là nó có bắt được không. Mình sẽ thử thằng test nhé. Nếu mà chương trình của mình, nếu mà thư viện của mình mà build với cả cái mode Asan debug thì chương trình C của mình phải build kèm với cả mode Asan debug, nếu không nó sẽ không tương thích với nhau. Chị ạ. Rồi. Đó. Thì cái phần hướng dẫn mọi người cách sử dụng Asan debug của mình đấy là hết đúng không ạ? Đấy. Thì tóm lại ở đây chúng ta sẽ đọc lại những cái gì được chưa ạ? Thứ nhất, Asan là một cái option trong GCC rất là mạnh, hỗ trợ chúng ta debug tất cả các cái lỗi về mặt memory được chưa ạ? Đó. Thứ hai là kể cả code các bạn nhé đang chạy bình thường không có lỗi thì các bạn cũng nên thử enable Asan debug lên, chạy lại thử một lần nữa được chưa? Để phát hiện ra các cái lỗi tiềm ẩn trong bộ nhớ, trong code các bạn đúng không ạ? Đấy chính là hai cái chúng ta cần phải nhớ trong cái bài ngày hôm nay. Vâng, thì cái phần chia sẻ của mình đấy là hết. Mình sẽ xin cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. các bạn.